Oh my god! Oh. Wow! Oh. Oh. Oh my god! Oh! Oh my god! Will, what are you doing? Will, giống gì đây? Will, chờ mày ăn. Will, oh my god! Ai u! Ôi mẹ nó gấu rồi, rồi. Con to rồi. Ôi trời ơi, sao mà nó dài lắm, nó bò trong lỗ này. Mẹ có giữ con gì đấy nhỉ? Cái này buôn bấy đi. Kinh đốc. Đi con đốc bấy đi. Oh my god. Bọn này anh phải đi lên. Quên, đánh lấy cái thủ thôi. Đi đốc này, đốc bấy đi. Anh kiếm cái thủ này. Để Superman lo. Bấy đi. Đốc bấy đi. Wow, con rắn gì? Con gì to lắm. Nó dài như này này. Nó bò trong lỗ này. Lấy thủ nhá. Wow, quá tuyệt vời, kinh ngạc quá tuyệt vời. Wow, tuyệt vời. Cố lên nào. Cố lên. Ôi mày mệt rồi, đi ra đây. Mệt quá à, đi ra đây. Ui anh ơi, nhanh lên. Bắt được nó chưa? Nhanh lên. Mày đang cột kinh ngạc ở kia rồi. Anh xem bọn này, anh đào em bắt. Ui, đánh xe nào, Thôi. Đánh xe nào. Thôi sao? Ui ôi, nhiều lắm. Đầu tôi có khi phải đến hàng trăm con ở trong đây cơ. Ra ba luôn. Lùi, để đào ra. Đầu tôi đào tung cái nón này ra. Tôi để em giải quyết rồi. Ui ôi, ông này đang tính bắt được khoái mà. Ủa, xúc mà bắt con chưa bắt được con gì à? Chưa. Em vào đây gặp con này nó hung dữ quá, nó mổ kinh quá. Không biết là loại rắn gì mà nó hung dữ ấy. Đầu tôi. Ui ôi. Mấy cái lỗ to đấy, veo kheo trong đây nó to lắm rồi. Đào tung mày thì mấy quả nó phì cơ. Ui nó phì ghê, sợi hát ổng mang. Kinh có ba, khéo kinh có ba rồi. Không biết, kinh có ba nguy hiểm lắm. Đào tung ra. Ui ôi, đi chưa? Ui cái lỗ to lắm, chỗ to. Trong đây này. Wow. Ui, đi chưa? Ui, ui nè. Để xem lại. Oh my god. Để xem lại. Để kiểm tra, lui ra kiểm tra. Nhìn xem đây. Ui cái lỗ to đấy. Oh my god. Ui nó mỏ, nó mỏ. Nó mỏ à? Nó mỏ. Ui, người chạy đấy. Ui. Đấy bắt cho người chạy. Ui. Đấy sao anh bắt được em bắt. Con này nó gớm. Bắt đi. Oh my god. Wow, con này hổ mang rồng rồi. Con này hổ mang rồng khổng lồ rồi. Hổ mang rồng này, ui nó đuôi của nó buộc cái này. Ôi, oh my god. Đừng biến rồi, đuôi đừng biến rồi. Ui, người nó bành này. Ghê quá anh em ơi. Oh my god. Cho vào. Cho, bắt đầu đi. Kẹp hàng đi. Kẹp hàng nhá. Đúng tuyệt chiêu. Good. Oh, no. Oh my god. Good. Ô, đi rồi, cho đây nha. Ô, mày gắt. Con. Hoàng Mai Rồng. Tổ quá. Ô, trong đây còn nhiều không? Ô, anh kia đây. Ô, trong đây vẫn còn nhiều lắm này. Bắt đi. Bắt đi. Ô, trong đây nhiều lắm. Oh my god. Ôi. Một ổ Sorake rồi. Ai da. Sorake. Ôi da. Ô, nó mổ mình luôn. Thật là nguy hiểm. Của Hoàng Mai Rồng này. Oh my god. Ôi. Vào đây cả đấy. Wow! Oh my god! Ôi, hảo bộ kìa! Wow! 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 W
Thôi vào nhá. Chạy nó kìa bác. Con này khổng lồ rồi. Con này hổ mang rồng chúa rồi. Anh em ơi, thật cẩn thận con này. Ô, cắn rồi, cắn rồi. Ô mày ơi, cắn mình luôn này. Cắn. Quá nguy hiểm luôn. Ô, hổ mang rồng này. Ui, dài thế. Bắn đi. Vẫn còn đấy nhau. Chắc là mẹ ơi. Oh my god. Ôi, nó có người kìa. Hổ mang rồng. Oh my god. Wow. Con này. Con này có trứng không? Con này có trứng. Con này có trứng à? Ui, vẫn còn này anh em ơi. Vẫn còn này. Bắt. Ui, wow. Ui, trúng ngay đầu nó. Cẩn thận, hết sức cẩn thận. Oh my god. Ui, trong này tổ nó, đúng tổ rồi. Tổ nó luôn. Đứng cái mũ. Mũ anh đâu nhỉ? Đấy. Đứng cái mũ anh, phủ cái đầu nó lại. Mũ lại không cẩn thận. Con hổ mang rồng này rất nguy hiểm. Bắt. Ui. Cắn luôn này. Oh my god. Ngủ lắm. Oh my god. Mổ liên tục. Oh my god. À lấy thuốc. Ok, à lấy cái cây. Oh my god. Đi chưa, đi chưa? Oh my god. Bình tĩnh. Con này nó rất là nguy hiểm. Thế nào? Oh my god. Mổ người này. Ấy. Hai con. Hai con mổ luôn. Hai sara. Oh my god. Sợ ra kè được ra con. Cái rồng. Mọi người xem video đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ cho anh em mình nhá. Bye bye.